Ông Seung-woo đỉnh cao visual với khả năng biến mọi nơi thành sân khấu. Ông Seung-woo là một nghệ sĩ trẻ đa tài, anh có thể đảm nhận mọi vai trò từ ca hát, nhảy múa, sáng tác, diễn xuất, người mẫu, MC. Với thực lực vốn có cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cựu thành viên Wanna-One đang từng bước chinh phục trái tim khán giả. Khởi đầu khó khăn. Chính thức trở thành thực tập sinh của Lion Media sau khi đạt giải nhất trong cuộc thi Yeongseo Festival vào tháng 9 năm 2008. Song, ông Seung-woo gặp khó khăn ngay từ bước khởi đầu khi công ty chủ quản vướng vào hàng loạt bê bối khiến các nghệ sĩ lùa lượt rời đi. Tuy nhận được lời đề nghị từ một công ty giải trí lớn như vì hạn hợp đồng 10 năm với Lion Media, anh đành bỏ lỡ cơ hội. Mang theo giấc mơ debut chưa thành, năm 2011, ông Seung-woo quyết định theo học khoa thực hành vũ đạo trong trường trung học nghệ thuật Hanlim. Cùng thời gian đó, anh tham gia lớp học nhảy popping cùng Witness Dance School và thường xuyên tham gia các cuộc thi vũ đạo do câu lạc bộ tổ chức. Tuy theo học diễn xuất, nhưng anh vẫn tiếp tục tham gia học nhảy tại 20th Century Peoples. Bên cạnh đó, nam thần tượng vất vả kiếm thêm nhờ làm nhân viên quán cà phê, người mẫu cho nhiều trung tâm mua sắm hoặc xuất hiện trong một số dự án quảng cáo cho nghệ sĩ. Sự nghiệp khởi sắc. Năm 2016, mở ra trang mới trong sự nghiệp của cậu sinh viên Đại học Dongseon. Seung-woo quyết định tham gia thử vai trong cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn xuất của Fantasio theo lời giới thiệu của một giáo sư trong khoa và được lựa chọn trở thành diễn viên thực tập của công ty. Trong thời gian đào tạo tại Fantasio, chàng trai họ ông luôn được đánh giá là át chủ bài. Không chỉ nổi trội về mọi mặt, anh còn được giáo viên nhận xét là một thực tập sinh có nhân cách tốt khi luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Đến năm 2016, trong một lần tham gia thử vai cho cuộc thi tìm kiếm tài năng của công ty Fantasio, ông Seung-woo đã trúng tuyển và chính thức làm thực tập sinh diễn viên. Cuối năm 2016, ông Seung-woo được tuyên bố khuyến khích tham gia Produce 101 mùa 2. Lúc đầu anh còn do dự vì bị sang chấn tâm lý về chuyện của công ty cũ, sau đó vẫn quyết định tham gia. Đến với Produce 101 mùa 2 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ông Seung-woo, giúp anh trở nên nổi tiếng và chạm đến ước mơ của mình. Khởi đầu với xếp hạng năng lực lớp A, trong suốt 11 tuần thi đấu, ông Seung-woo là cái tên hiếm hoi, luôn nằm trong top 11 người của đội hình debut. Kết thúc chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1995 xếp vị trí thứ 5 chung cuộc và trở thành một trong 11 thành viên của nhóm nhạc quốc dân Wanna-One. Từ đây, giấc mơ trở thành ca sĩ của anh trở thành hiện thực sau 10 năm ấp ủ. Tháng 8 năm 2017, ông Seung-woo cùng các thành viên Wanna-One chính thức debut qua Wanna-One Premier Showcon được tổ chức ở Goldtrust Sky Dome với sự có mặt của 20.000 khán giả. Trong Wanna-One, Won Seo đảm nhận vị trí hát dẫn và nhảy chính. Anh là thành viên thường xuyên được thể hiện điệp khúc trong nhiều bài hát của nhóm. Hai nhà sản xuất ca khúc Nayana và Energetic cho biết họ đều ấn tượng nhất với giọng hát của Seung-woo. Với vai trò nhảy chính, anh được giới chuyên môn đánh giá cao ở các động tác vũ đạo gọn gàng, uyển chuyển và đầy cảm xúc. Ông Seung-woo đồng thời đảm nhận vị trí visual của Wanna-One. Vẻ đẹp của anh được nhận xét là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Khi Wanna-One xuất hiện trước khán giả, anh được báo chí khen ngợi là Hellenism, vẻ đẹp Hy Lạp, hay For Visual Revolution, cuộc cách mạng visual lần thứ tư. Dù chỉ hoạt động trong vòng 20 tháng, ông Seung-woo đã cùng Wanna-One gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Tài năng được công nhận. Sau khi Wanna-One tan rã, ông Seung-woo đi theo con đường nghệ sĩ solo với khởi đầu là một diễn viên. Qua vai chính đầu tay trong At 18, nam ca sĩ đã xóa bỏ định kiến về diễn viên thần tượng khi được giới chuyên môn khen ngợi về khả năng diễn xuất tự nhiên. Trong suốt thời gian bộ phim phát sóng, cái tên ông Seung-woo luôn đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên nổi tiếng xứ Hàn. Sau thành công của vai diễn đầu tay, ông Seung-woo tiếp tục được mời tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp có tên Life Beautiful. Anh đóng cùng hai diễn viên tiền bối Ryo Seung-jeong và Jeong Jung-a. Đồng thời, anh tiếp tục được giao vai chính trong tác phẩm truyền hình mang tên Traces of Green from Friends to Lovers cùng mỹ nhân nhà Jacoby là Shin Ye-eun. Với ngoại hình bắt mắt, Song Seung-woo còn là gương mặt đại diện được yêu thích của hàng loạt thương hiệu từ thời trang đến sản phẩm gia dụng và xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Elle, JQ Korea, Star One, W Korea, Marie Claire, Harper's Bazaar, Vogue. Tháng 3 năm 2019, ông Seung-woo được bổ nhiệm là đại sứ quan hệ công chúng của Văn phòng Giáo dục thành phố Incheon, nhiệm kỳ kéo dài đến hết tháng 12 năm 2019 nhờ tầm ảnh hưởng sâu rộng của anh đối với giới trẻ. Ông Seung-woo còn cho thấy kỹ năng giải trí nổi trội khi thể hiện tính cách hài hước, khả năng ăn nói, ứng xử nhạy bén thông qua vai trò MC của nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc cũng như trở thành khách mời trên các show truyền hình thực tế như Radio Star, Master in the House, Running Man, You Hit Your Skateboard. Sau thời gian một năm hoạt động chăm chỉ với vai trò diễn viên, người mẫu, ngày 5 tháng 3 năm 2020, ông Seung-woo quay trở lại con đường ca hát với việc ra mắt mini album đầu tay mang tên Layers. Toàn bộ 6 ca khúc trong album đều do anh sáng tác và soạn nhạc, kiêm luôn vai trò sản xuất.
ngay khi sản phẩm phát hành đã được tẩu tán nhanh chóng và sở hữu thành tích đứng đầu bảng xếp hạng album K-pop trên iTunes tại Mỹ và Nhật Bản. Điều này cho thấy sức hút của ông Seungkoo vô cùng lớn, tên tuổi của anh đã vươn xa khỏi khu vực Hàn Quốc mà lan sang tận Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ. Ngoài ra, ông Seungkoo từng đến Việt Nam vào tháng 2 năm 2019. Anh đã tự lên kế hoạch và dẫn gia đình đến mảnh đất hình chữ S. Tuy gặp chút khó khăn vì một vài chuyện phát sinh, nhưng đây là kỳ nghỉ khó quên của anh. Sau khi đăng tải những hình ảnh check-in của mình lên tài khoản cá nhân, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận vui mừng, hào hứng vì sự ghé thăm của anh. Đỉnh cao visual. Ấn tượng đầu tiên của khán giả đối với ông Seungkoo không chỉ vì anh chàng sở hữu họ Ong hiếm gặp, mà còn nhờ khuôn mặt rất riêng của anh. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với tư cách thực tập sinh trong Produce 101 mùa 2, ông Seungkoo đã khiến các giám khảo phải đứng hình mất vài giây bởi visual tỏa sáng của mình. Ngoài ra, anh chàng còn được biết đến là một idol có tính cách vô cùng hài hước và khiếu ăn nói trôi chảy, khéo léo. Anh chàng không ngại từ bỏ hình tượng nam thần của mình mà luôn thể hiện khía cạnh gây hài của bản thân. Là một trong số những visual đình đám của Wanna1, trong một lần xuất hiện ở sân bay, mặc dù không quá ăn diện trong cách lựa chọn trang phục, nhưng thần thái nam thần của anh vẫn vô cùng lôi cuốn, khiến nhiều ống kính của fan hâm mộ và phóng viên phải bấm máy liên tục. Khung cảnh xuất hiện thần thánh của Seungkoo được nhiều fan miêu tả rằng chẳng khác gì anh chàng đã biến sân bay thành trường quay phim điện ảnh với đèn flash nhấp nháy. Khoảnh khắc xuất thần của ông Seungkoo tại sân bay, thời điểm đó nhanh chóng trở thành một đề tài hot được nhiều cư dân mạng bàn tán. Ai cho phép anh đẹp trai thế này hả? Còn gì là tim em? Ông, người con trai biến mọi nơi thành sân khấu. Đỉnh cao visuals, đây là khi dùng mặt đúng cách. Ông Seungkoo, chàng trai mang vẻ đẹp bất chấp cả cam thường. Chỉ cần đứng yên và thở thôi cũng là mỹ cảnh rồi. Ôi, em sẽ lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Người mà đến ánh đèn flash, ánh đèn sân khấu cũng phải siêu lòng vì bạn. Visual thế hệ mới của Fantagio, ai cũng đẹp theo kiểu sang chảnh, nhìn như có hào quang ấy. Với những khía cạnh đã thể hiện, người hâm mộ kỳ vọng ông Seungkoo sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai với tư cách là một nghệ sĩ đa năng.